sẽ đến phần 2 của câu chuyện mà bệnh đeo đuôi nha mọi người. Hồi hôm qua mình có nói là bệnh đeo đuôi nó sẽ có 3 dạng, là bụng ốm mà đeo đuôi, bụng mập mà đeo đuôi ha mọi người. Bây giờ còn cái bệnh thứ ba là mềm mình. Rồi, mình sẽ nói với anh em là ốm mà đeo đuôi thì anh em trị theo kiểu đút nó ăn nè, bổ sung là anh em có thể đút nó ăn nè, bổ sung tất cả dinh dưỡng của nó nè, tại vì khi đó trong bụng nó không còn gì hết, nó ăn không được, có thể là mỏ bị đau hay cơ địa nó bị làm cho bệnh, anh em nên hỗ trợ đèn cho nó, có nắng hỗ trợ đèn, che chắn kỹ tránh gió đó, rồi anh em hỗ trợ ngâm ấm cho ăn, đút nó, thậm chí đút nó ăn luôn, anh em chỉ cần kéo yếm nhẹ là đút cho ăn vô, nó tự động nó nhai vô à. Rồi ăn xong thì cứ 1-2 ngày cái mắm làm cho nó để cho nó ị ra ha. Cái đó là sự rất là dễ, hoặc là mọi người có thể bơm cái đó như là sữa chua, bơ hay là gì đó, là cái bụng nó ốm ha. Còn trường hợp mà cái bụng nó mập phăng cứng quan trọng mà lúc đó anh em bơm là chết nha, chắc chắn 100% là anh em thua liền đó. Bởi vì trường hợp mà con rồng mà bụng nó bự, nó phì ra mà cái đuôi nó đeo lại thì mọi người nên là cho nó ngâm mắm cho nó thải ra, hoặc là mọi người cứ cho dính đói luôn đi, cho dính đói luôn, đừng cho nó ăn. Còn không thôi anh em cho những ăn những cái loại mà rau như là chùm ngay nè, dâu tầm nè, là những cái loại mà hỗ trợ đường ruột tiêu hóa cho nó đó, hoặc là mua hiêm men tiêu hóa gãi vô những cái loại rau đó, chứ những cái bụng mà càng bự anh em càng bơm vô là thấy cái tỷ lệ nó cực kỳ khó khăn nha. Thì cũng dẫn như phòng 1 là anh em cứ nghĩ là dẫn ngâm mắm mà dẫn phơi đèn đầy đủ của nó, nắng đầy đủ của nó, tất cả mọi hết. Rồi còn cái chuyện thứ ba là mềm mình đó người, khi mà con rồng nó mềm mình rồi là hầu như là 90% là không còn có thể là giúp được nó sẽ từ. Thì trường hợp đó mình khuyên anh em luôn, anh em sẽ chuẩn bị một cái chuồng nắng sáng, trồng rau trống luôn, thả nó vô, rồi thì kiểu như là hoặc anh em thả cho thiên nhiên luôn, nó sống được thì nó sống, không được thì hên xui, tại lúc đó thật sự là thua ha. Những con nào mà sức đề kháng nó còn thì sẽ vượt qua được, còn không thì nó tự động nó đi, chứ không thể nào mà cứu giãn được mọi người, mềm mình là thua đó. Thì bởi vì có 3 trường hợp như vậy, bởi em nên phân biệt được cái 3 trường hợp đó như thế nào mà cách trị nó. Thực chất trị nó cũng đơn giản, nó không khó, mà mọi người trị sai cách, con rồng mà đang mà kiểu như là ôm nhôm nhất đó, ôm nhôm nhất nó kiểu như không có thức ăn nó, mà anh em cứ thả lan cho nó nữa thì nó sẽ không ăn nữa, từ từ nó sẽ không ăn. Thì bởi mình nên hỗ trợ rau cho nó thêm một chút, rồi nó vậy là ok. Còn trường hợp thứ hai, con rồng nó đang ứ phân trọng, nước trọng, bự trọng, nó phình cái bụng mà đuổi teo, anh em bơm như nữa, anh em tưởng tượng cái bao tử nó có bao nhiêu nè, dẹp lép gì nè, phải không? Khi nó ăn vô no phân nó động gì nè, còn anh em mà bơm vô nữa nó phì nè, nó tét luôn, nó tét gì nè, dịch nó chảy ra trọng, từ từ nó húi rồi từ từ nó không còn cứu được nữa thôi mọi người đó. Thì chỉ cần mọi người biết phân biệt 3 loại bệnh đó, cái bệnh đeo đuôi đó là mọi người có thể cứu được, còn cái 1-2 là cứu được nha, còn cái 3 là không thể nào, thật sự nó đã mềm mình là thua. Bởi vì mọi người nên đề phòng bệnh là chứ ăn, cứ là việc là 3 ngày bỏ đó một lần, hoặc là 1 tuần cái mắm 1 lần đó, tức là anh em nuôi con rồng sao mà cho con rồng nó vừa ăn vừa tới được, rồi anh em đừng cho ăn phì cái bụng quá, cảm thấy nó ú quá anh em chơi cho nhịn ăn cái qua bữa tiếp ăn tiếp, chứ mà cho ăn càng nhiều, bật đèn lên càng nhiều là khó lắm mọi người đó. Còn lý do mà sao mà bị thế đó thì mọi người nghĩ đơn giản như nào, con rồng nó ăn một thứ ăn vô rồi xong cái bật đèn lên nóng làm cho khô nước, bổ sung nước không kịp khô rồi chắc nhờn nó không còn thì không được, cứng phân đó vậy thôi. Còn ốm thì do mưa gió tạt lạnh không đủ khí hậu không tốt thì nó sẽ bệnh ha. Thì mọi người nên nuôi rồng thì mọi người nên cái là một là che chắn kỹ lưỡng ha, che chắn kỹ lại, tránh gió tránh mưa này kia đó. Thì khi mà con rồng đã quen được cái chuồng, quen được khí hậu thì ok, mọi người cho tắm nắng tắm mưa bình thường. Mà khi con rồng mới về trong vòng 1-2 tháng đầu, sức khỏe còn nhỏ còn yếu, chưa thể nào được chịu được cái những cái khí hậu thay đổi như vậy được, thì mình nên hỗ trợ cho nó
Còn khi mà ở được 4 5 tháng, 5 6 tháng nó quen rồi, nó quen chuồng, quen cái hậu rồi, mọi người thả lan luôn. Nắng mưa kệ nó, cho tắm cũng được, không có sao chứ thiệt. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Sang Nguyễn, à, anh em cảm thấy chia sẻ của Sang có ít đó, thì nhớ hả một tim. À, giờ follow Sang nha. Bye bye.